chức ngày tham vấn về cái chương trình tìm hiểu thông tin học phí, học bổng về trường EASB Singapore. Thời gian là buổi sáng 9 giờ đến 11 giờ, thứ bảy ngày 26 tháng 4 năm 2014. Địa điểm là Du học Tân Đại Dương, 148 Sạc 1, Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Và trong chương trình đăng ký tham vấn thì các bạn sẽ được tặng ngay phí ghi danh EASB Singapore là 374.50 đô la Singapore, tương đương là 6,3 triệu Việt Nam đồng. Phí đăng ký ngày tham vấn du học cùng đại diện EASB thứ bảy này và còn nhiều cái cơ hội khác khi làm hồ sơ du học từ công ty Tân Đại Dương, như là tặng 100% phí dịch vụ, dịch thuật hồ sơ, xin thư mời nhập học, nhà ở. Cũng như là khi đăng ký tham vấn EASB Singapore thì các bạn còn rất là nhiều những hỗ trợ khác. Thì các bạn hãy nhấc máy lên và gọi đăng ký ngay tham vấn qua hotline là 0838484879. Khi tham gia tuần tham vấn, các bạn sẽ được tư vấn miễn phí, gặp gỡ và trao đổi với chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của công ty Tân Đại Dương để được tư vấn chi tiết hơn về chuyên ngành tại trường EASB. Và trường EASB chuyên đào tạo về ngành du lịch khách sạn và học cái chương trình EASB các cơ hội cũng như là các bạn sẽ được đi thực tập. Và EASB Singapore có các chuyên ngành du lịch khách sạn, tổ chức sự kiện, quản lý casino. Thời gian để có bằng cử nhân là 30 tháng với chương trình học là tới đâu cấp bằng tới đó. 6 tháng đầu tiên các bạn sẽ được cấp bằng cao đẳng, 12 tháng tiếp theo các bạn sẽ được cấp bằng cao đẳng nâng cao. Đối với chương trình cao đẳng nâng cao thì có 6 tháng lý thuyết và 6 tháng thực tập hưởng lương với mức lương là từ 800 tới 1.200 đô la Singapore. Sau khi kết thúc chương trình cao đẳng nâng cao, các bạn chỉ cần thêm 12 tháng nữa thôi tại EASB Singapore, bạn sẽ có các cái bằng đại học của Đại học Queen Margaret của Anh Quốc cấp bằng giá trị là quốc tế. EASB đào tạo từ Anh văn, cao đẳng nâng cao đến chương trình năm cuối đại học và thạc sĩ. Tùy chuyên ngành sẽ được cấp bằng bởi 3 đại học đối tác với EASB Singapore như là Cardiff Metropolitan University, Heriot Watt University, Queen Margaret University. Và để chi tiết hơn về trường EASB cũng như là những ưu đãi và học bổng thì các bạn hãy truy cập website tindaiduong.edu.vn. Chị IVN thân mến, trong quá trình học thì không biết là cơ hội thực tập của các bạn học sinh sinh viên sẽ như thế nào, cũng như là cơ hội việc làm của các bạn sau khi đã tốt nghiệp ở học viện EASB ra sao ạ? Trong thời gian học chương trình dịch vụ khách hàng và du lịch, chúng tôi có chương trình thực tập vào năm 2, diploma nâng cao trong 6 tháng. Và trong 6 tháng thực tập này sẽ làm việc tại 4, 5, 6, 30 khách sạn tốt tại Singapore. Chương trình này dành cho các sinh viên sau đại học đã học về dịch vụ khách hàng và du lịch. Ví dụ như tại các khách sạn như Shangri-La, khách sạn Park Royal và nhiều khách sạn khác tại Singapore. Chúng tôi cũng cộng tác với khách sạn Novotel Asia Pacific để đào tạo chương trình thực tập về dịch vụ khách hàng và du lịch nữa. Chúng ta nói về thị trường việc làm tại Singapore. Ngành dịch vụ khách hàng và du lịch có đóng góp đáng kể cho sự phát triển của thị trường Singapore. Vậy nên chúng ta có thể thấy là trong nhiều năm qua, đối với ngành dịch vụ khách hàng và du lịch tại Singapore, hàng năm đã thêm vào hơn 13 triệu du khách, tương đương gấp 3 dân số của Singapore. Chúng ta thấy những người nước ngoài tài giỏi tới Singapore để tìm việc làm và cũng có nhiều cơ hội việc làm cho các bạn sinh viên tới từ Việt Nam, từ Indonesia và nhiều nơi khác của châu Á. Đối với các sinh viên học tập tại EASB, họ sẽ có cơ hội việc làm nhiều hơn. Chúng tôi thật sự nhận thấy rằng chính quyền Singapore thu nhận rất nhiều nhân tài nước ngoài trong ngành dịch vụ khách hàng và du lịch, những người muốn đóng góp công sức vào thị trường nhân lực cho ngành này tại Singapore. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính, tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ, hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ, khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán, đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh.
Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.